Rồi em xin chào các anh chị và các bạn trở lại với kênh Hoa Lan Cây Cảnh của em ha. Thì hôm nay em có một cái địa lan này. Thì em cũng có quay clip cách trồng cách nay khoảng trên một năm rồi các anh chị. Thì hôm nay cái cây này nó đã cho hoa. Nhưng mà cái chậu này thì em trồng nó không có tốt lắm. Trồng nó không có tốt lắm nên nó ra cũng ít hoa. Thì đây là một chậu hoa, nếu mà ai chơi quen thì cũng biết loại là lan gì rồi ha. Đó, thì không giấu gì thì đây là một chậu hạt đỉnh nâu cho các anh chị. Hạt đỉnh nâu đang ra ngoài hoa rất là đẹp đó, hạt đỉnh nâu. Nó có màu nâu nâu, màu lợt lợt, nó nhìn thấy rất là đẹp các chị, mà rất là thơm nữa. Đó, mời các anh chị chiêm ngưỡng mặt hoa hạt đỉnh nâu nha. Rồi ok các anh chị, thì đây là mặt hoa cái của hạt đỉnh nâu nha các anh chị. Thì các anh chị nào mà thấy thích á, thì nhớ để lại cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Rồi xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Chúc các anh chị ngày mới thật vui vẻ. Hoa rất là đẹp luôn các anh chị, rất là thơm nữa, có mùi thơm nhẹ đã lắm các anh chị. Rồi, em xin chào các anh chị nha.